khóa học xây dựng doanh nghiệp thành công thực sự rất là ấn tượng và có một cái ý nghĩa rất là lớn đối với tôi. Nó sẽ cho tôi được cái hình dung về cái những cái giai đoạn phát triển của doanh nghiệp mà trước đây tôi thậm chí cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Và bây giờ sau khóa học thì tôi đã có được một cái nhìn nhận về những quá trình phát triển công ty để có thể trở thành một công ty đa quốc gia. Và khóa học, chính khóa học đã đem lại cho tôi, làm sống dậy cho tôi một ước mơ để mình xây dựng được một cái doanh nghiệp lớn lao hơn trước rất là nhiều. Xin trân trọng là cảm ơn anh Trọng và BDC. Chia sẻ với anh chị thì sau cái buổi khóa học xây dựng doanh nghiệp thành công của bên BDC thì mình cảm tưởng nó như một cái gì đó nó mở ra cho mình được cái tầm nhìn hơn, nó lớn hơn và mình xác định rõ cái mục tiêu của mình nó cụ thể hơn. Đó thì như các doanh nghiệp khác thì mới khởi nghiệp ấy thì là cũng chia sẻ rất là chân tình rằng là ngày xưa mình khi mà mình mà tham gia khởi nghiệp ấy thì nó chỉ đơn thuần cái việc mà anh lập một cái doanh nghiệp để mình kiếm tiền thôi, mình kiếm tiền mình lo cho bản thân mình lo cho gia đình mình và cũng nghĩ một chút xíu là đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên là khoảng tầm cách đây khoảng tầm hơn một tháng thì mình mới nhận ra cái sứ mệnh của công ty mình. Nó không chỉ đơn thuần là cái công việc kiếm tiền mà nó là một cái gì đó lớn lao hơn. Đó thì cái sứ mệnh của công ty mình mới nhận ra rằng là doanh nghiệp mình sẽ là một trong những doanh nghiệp mà sẽ đóng góp và cũng như là phát triển về cái ngành hàng mà phục vụ cái nét đẹp cho chị em phụ nữ Việt Nam. Thì cái tầm cái sứ mệnh của mình như vậy, tức là phục vụ cho chị em là cung cấp những cái gì đó nó đẹp nhất, những cái tinh hoa nhất, những cái gì mà nó cảm thấy hoàn mỹ nhất cho chị em phụ nữ. Và các sản phẩm của công ty mình hướng tới nó sẽ là tất cả được trang bị từ đầu đến chân, từ A đến Z và từ trong ra ngoài luôn, chính xác là như vậy rồi đó. Và tầm nhìn thì trong vòng 15 năm tới thì doanh nghiệp mình cũng có tâm nhìn và phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất và quản lý tất cả các ngành, như khoảng tầm từ 10 đến 15 thương hiệu để phục vụ về cái nét đẹp cho chị em phụ nữ. Thì cũng chia sẻ với cả anh chị như vậy. Thì thông qua cái buổi học của xây dựng doanh nghiệp thành công của BDC thì nó là một cái động lực để mình củng cố vững chắc hơn cái động lực để mình hướng tới mục tiêu của mình đặt ra. Đó và từ những cái rất nhỏ, ví dụ như cái sơ đồ về hoàn thiện đấy, hoàn thiện doanh nghiệp ấy, thì mình mới thấy rằng là cái doanh nghiệp mình đang còn thiếu rất nhiều. Và sau buổi khóa học này thì mình cảm tưởng là mình về mình sẽ dựng lại nó theo đúng cái bước, cái giai đoạn cho nó hoàn chỉnh, và mình cảm tưởng là rất nhiều việc cần phải làm trong thời gian tới. Và vấn đề là gì, mình luôn luôn sẽ bám định rõ mục tiêu của mình và cái tầm nhìn của mình và sứ mệnh mình làm sao phát triển doanh nghiệp mình phát triển mạnh lên để đóng góp cho cộng đồng tổ chức và đóng góp cho cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam và hướng xa hơn là bây giờ thế giới, khu vực và thế giới. Thì một lần nữa xin cảm ơn anh Tiến Trọng, Channel Chính và cảm ơn BSA đã tổ chức những cái học nó vô cùng bổ ích và thiết thực và rất là hiệu quả và ý nghĩa cho các cộng đồng doanh nghiệp. Mình thì thực sự là một cái nhà khoa học, là một cái bác sĩ. Thì trước đây thì mình chỉ quan tâm nhiều đến cái lĩnh vực về cái chuyên môn của mình thôi, làm sao mà cái trị bệnh cứu người. Thế thì mình đã có một số những các cái đóng góp ở trong cái lĩnh vực trong ngành y tế Việt Nam trong vấn đề về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân. Nhưng mà thực sự thì trong những các cái năm gần đây thì có rất là nhiều những các cái bạn bè hay những bệnh nhân của mình thì thúc đẩy là mình mở ra cái phòng mạch tư nhân để mình có thể có cái điều kiện để giúp đỡ cho những các người bệnh một cách tốt hơn và một cách chuyên nghiệp hơn. Thế thì mình nghĩ rằng là mình phải đi học những các cái khóa về doanh nghiệp để mình có thể là set up được một cái doanh nghiệp mà có thể đúng nhất và có thể là có cái điều kiện mà để phát triển tốt nhất. Thế thì rất là may mắn là mình tình cờ là được bà xã thì mình giới thiệu cái có một cái buổi về cái xây dựng về doanh nghiệp thành công
của anh Hoàng Đình Trọng. Thì mình lúc đầu ấy, thì mình cũng rất là thấy bỡ ngỡ vì đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với cả mình. Nhưng mà tuy nhiên qua cái 2 ngày về học tập ở đây thì mình được là anh Trọng rất là nhiệt tình chia sẻ những các cái kiến thức của mình một cách rất là vô tư, và anh đã mang hết cả những các cái nhiệt huyết của mình để chia sẻ cho tất cả những các cái học viên trong lớp, là những các cái nhà doanh nhân hoặc là thậm chí là những người mà mới khởi nghiệp như mình. Thì mình nghĩ rằng là những các cái kiến thức của anh Trọng ấy thì là rất là quý giá đối với cả mình, và mình đã được truyền đạt với cả một cái phong cách rất là có tính rất là hoàn hảo. Thế thì mình và rất là dễ hiểu và rất là dễ áp dụng. Thì qua những các cái buổi đấy thì mình đã hình dung ra rõ được rằng là cái con đường phía trước của mình khi mình mở một cái phòng hành tư nhân, mình sẽ phải làm những các cái việc gì, mình làm đi đúng nhất để có mình có thể là nhanh chóng là có cái điều kiện để giúp đỡ mọi người, và cũng có cái điều kiện để hợp tác với những các cái bạn bè ở trong những các cái nhóm mà mình học, và cùng với cái cộng tác với cả một cách rất là có hiệu quả với cả EDC. Và xin trân trọng cảm ơn trainer Trọng và tất cả những các cái bạn mà nhân viên của EDC cùng với cả tất cả các cái bạn mà cùng học với mình, học viên của mình, và chúc cho EDC có những các bước thành công rất là vượt bậc, và chúc cho tất cả những các cái bạn mà học cùng với cả mình có được những các cái thành công rất là vượt trội, đột phá ở trong những các cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Thì qua cái mô hình kinh doanh mà anh Trọng đã chia sẻ thì tôi cảm thấy là mình sẽ cần phải ứng dụng ngay cái mô hình đó vào trong doanh nghiệp của mình để tăng tốc cái quá trình xây dựng doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển nhanh hơn. Xin rất là cảm ơn anh Trọng và BDCA. Xin cảm ơn.